Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục review tướng thì ngày hôm nay sẽ review con Điển Vi. Đấy, con tướng này thì nhận xét chung mà nó hôm bữa mình có làm về Quan Vũ cho mọi người rồi thì Điển Vi thật sự chả hơn Quan Vũ là bao. Mọi thứ nó đều y hệt. Đấy, cái EX của Điển Vi nó sẽ tăng chí mạng này. Đấy, tăng thêm sát thương. Đấy, nên là các bạn sử dụng cái này đa phần là dùng Điển Vi sử dụng chia EX để boost cho những con tướng đam chủ lực của các bạn. Như kiểu nói chung mà kèm rất là nhiều tướng Viên Thiệu các kiểu, rất nhiều đam chủ lực là chủ yếu thôi để tham gia các hoạt động bót bùng các kiểu, chứ còn lại thì nó cũng không có nhiều tác dụng lắm. Thật sự luôn là vậy, nó không có nhiều tác dụng lắm trong một trận chiến. Ok, còn về ấn đồ các kiểu nhỉ, chiến hồn thì chúng ta các bạn cứ lên hồn thiên trước dung mình nhé, thiên địa trước dung mình. Còn về phần binh khí khắc ấn, ở khắc ấn này thì các bạn có thể ưu tiên dùng một số những cái hồn sau, ví dụ như là mượn gió đông, tu la đạo hay là xúc vô song. Đó là những cái hồn cơ bản mà các bạn có thể sử dụng cho con Điển Vi. Còn bây giờ sẽ là một vài trận PK của vị tướng này. Con tướng này nó tôi đã bảo giống Quan Vũ rồi nên là nó chả có cái gì thú vị lắm đâu để mà các bạn có thể ưu tiên sử dụng. Bình thường là mang vào để boost, boost chỉ thế thôi, hết. Also tragedy when we're in too deep, and you and